Một khi mà đã bước vô kho râu để mà học rồi á, là đảm bảo các bạn luôn, sau 3 tháng là các bạn rồi. Có nhiều đứa là, có nhiều người á, là thành quái vật luôn. Mạnh dạn đi làm kiếm tiền, mạnh dạn mở tiệm luôn. Đó là chuyện bình thường, rất là bình thường ở Kho Râu Academy. Trong suốt 3 tháng học nghề, từ những ngày mà chưa biết cầm kéo, chưa biết cắt tóc, và cũng cảm ơn thầy Hiền là đã tạo ra một cái sân chơi cũng như là một cái nơi để đào tạo và truyền cảm hứng cho học viên rất là nhiều. Cách đây cũng khá là lâu thì tháng 3 thì em đứng trên này giới thiệu bản thân, còn bây giờ thì khác liền. Cảm ơn thầy Cốc, cảm ơn thầy Toàn rất nhiều đã đồng hành với tụi em dãi nắng dầm mưa, trải qua bao gian khổ thì ngày hôm nay em đã được nên người. Đầu tiên rất là cảm ơn thầy Cốc với lại thầy Toàn đã rất là nhiệt tình hỗ trợ cho chị trong cái việc học này. Trong suốt cái thời gian này là chị từ không biết gì tới ngày hôm nay là tự tin là có thể biết được lại các xấu các đẹp. Cái đó là một thành công. Trở thành barber ngay hôm nay với ưu đãi học phí duy nhất tại Foro Academy. Hỗ trợ đóng học phí nhiều đợt kèm ưu đãi 9 triệu đồng khóa học. Ngại tài chính để Foro tính. Hãy để lại tên và số điện thoại bên dưới comment để Foro có thể hỗ trợ bạn ngay.